Bán vé số sáng giờ chưa ăn gì trơn. Cũng hên là có cái trứng cá. Bẻ trứng cá ăn cho nó đỡ đói. Ủa chú quay gì vậy chú? Chú thấy con khổ quá chú quay hả chú? Chị ơi, mua số chị. Người ta bán vé số chưa sổ, em bán vé số sổ rồi nè. Khác với người ta, chị mua giùm em. Mua giùm em ít tờ chị. Nói vậy sao chị đã mua sổ rồi sao còn đi bán? Dạ em đâu có tiền mà lấy vé số chưa sổ đâu. Em chỉ mua vé số sổ rồi nên bán kiếm lời ít thôi. Đất ơi. Chị coi đây. Cái này giờ nhưng nó mà chưa có giò. Chưa có giò chị ơi. Sổ rồi. Thiệt nè, chưa có giò. Không chị giờ chị không có... chị có điện thoại không chị lấy ra giò trúng thiệt. Thiệt. Sao biết ta chưa giò mà. Chưa có giò. Chưa có giò. Trúng thiệt đúng rồi mà ôm này đi luôn. Khốn quá. Thiệt chưa có giò đi. Thế rồi ngồi đó thiệt, thiệt. Chưa giò hết đây đây. Quên. Dạ xin chào quý vị khán giả của anh Châu Thanh. Hương vừa kính chúc với bà con cô bác mình nhiều sức khỏe nha. Hương vừa mới mượn cái một cái sắp vé số này. Hương vừa tính đi quay hóa thân thành người bán vé số mà Hương vừa mới chợt nghĩ ra là vé số này chưa dò nên giờ dò luôn. Đâu xem ngày lại đây nè. Ngày 18. Ngày 18. Đây nè. Là chị chưa dò luôn. Vũng Tàu. 32 kìa, 32. 32. Ở Bến Tre. Ủa Bến. Đây bà con. Này cầm cho tới bay. Rồi Bến Tre 32. Nó trật đài bà con cô bác. Cũng vậy. Trời ơi tiếc ghê ha. Hên nha. 32 mà đài Bến Tre chứ mà đài Vũng 73 73. Ngon rồi. 73 75. 73. 73. Bến Tre. 73 cũng Bến Tre. Bến Tre, Bến Tre. Trời ơi 73 Vũng Tàu là ngon luôn. 08. 08. 08 Bến Tre. Ờ 73 coi coi mấy cái giải khác có trúng không? 73. 83. 51. 73 là có 83 con. Rồi, 08 cũng có luôn. 24. 24. 24. 24. 34. Bến Tre luôn. Không có luôn. 56 24 không có hả? Không. Rồi Bến 42. Tre hết rồi, 42. 42, 42. Không có 42. Rồi 32. Có 32. Ủa 32 ủng ha. 32. Ủa 32 quá trời luôn nè. Câu này 75 nữa. 13. 10. Đây gì đây? Tàu 13. Không có. Không có luôn. 51. 51 không có. 51 Bến Tre. Có 71 à. 51 Bến Tre. 51 Bến Tre có. 32 rồi. 51 Bến Tre có nè. Đâu. Mà chật mấy phía sau rồi. 53 không 51. Trời ủa quá ha. 32 Vũng Tàu nè, không vô không vô. 32 Vũng Tàu không vô. Rồi bà đi 996. 996. Ồ 996. Không có luôn. Có luôn. 75. 75. Bến Tre. Bến Tre, 75 Bến Tre không có. Có 25 mà, 75 Vũng Tàu là ngon rồi. 61. 61 đây nào. Bến Tre. Bến Tre. Có 51, 31, 71 không có luôn. Đi bán tiếp không chị? Em cũng bị lừa. Bán tiếp. Số không anh? Số không anh? Hả? Cho đón xe buýt mà vô nằm võng hả? Dạ. Số không chị? Số sổ chưa em? Dạ sổ rồi. Sổ rồi bán gì? Thì người ta bán vé số sổ, chưa sổ, em bán vé số sổ rồi, nó phải khác biệt chứ. Cái này cứ vừa có ủng hộ thôi. Này phải bán khác biệt. Không, cái này ủng hộ em. Ủng hộ chị. Dạ ủng hộ chị ơi. Em đâu có lấy tiền mà có giờ, tiền mà lấy vé số cho nó kỳ quá. Dạ cho kỳ quá ra, cho mình mạnh khỏe mình đi bán chứ ai mà cho rồi, giờ mấy tờ ủng hộ 10 tờ đi nha. 10 tờ hả chị? Đây, dạ cảm ơn chị nha. Dạ có khách hàng này lạ nha. Bà vô số cũ nha. Khách hàng là lạ. 789. Dạ cảm ơn chị Ngọc Huyền Châu rất nhiều. Mai mốt bà con cô bác mà ai có vé số cũ cứ lại gặp chị Ngọc Huyền Châu chị sẽ mua. Gặp chị đó. Dạ chị sẽ mua ủng hộ nha. Ủng hộ cho em để em làm. Dạ cảm ơn chị nhiều nha. Trời ơi đi đây mà gặp chị luôn. Rồi. Em thích chị hát lắm á. Chị hát nhạc có gì Phật á, nghe hay. Vô ké với anh. Dạ dạ. Có quay chị. Chương trình gì đó. Dạ dạ dạ. Về giờ em đi quay cái chương trình gì dạ. Tìm đục quanh đó. Dạ dạ đi về dưới đi giờ dưới Tân Phước mà còn gặp chị luôn, có duyên quá. Rồi.
Anh Châu Thanh. Anh Thanh Châu Thanh không? Em. Dạ. Anh đây, anh đây. Phải anh Châu Thanh không? Em đây. Ai? Anh đây mà giống Khương Dừa vậy? Không, em là em trai. À, giống hả? Em trai của Khương Dừa. Ồ vậy hả? Tại vì bán số hả? Dạ, em của em đi bán số mà anh của em chưa bao giờ chia sẻ về em hết trơn á. Ồ. Dạ. Trước là anh của em cũng có giúp cho em mở cái đại lý vé số á. À. Dạ mà em bán không được. Rồi em ôm hoài cái giờ em đi bán vé số luôn rồi. Rồi mất vốn luôn hả? Dạ mất vốn luôn rồi. À, hết dạ. Đại lý giờ dạ. Giờ đại lẻ hả? Dạ, mình đang làm gì vậy anh? Chuẩn bị hóa trang để mình đi hát cái câu chuyện đi tìm quên ơi em đang ở đâu. Ừ. Hay à. À. Cái đó story đó hay anh. Thì à. Vừa chiếu lên tôi vừa mới bị bỏ lên 2 tiếng đồng hồ. Dạ. Thì được 22.000 người xem. Bà con quá xem. Rồi là hình như là gần 400 người cái bình luận á. Ồ. Thì cũng mừng. Bình luận chắc thích ha. Để xíu em dùng coi. Thì coi như là cũng rất mừng là được bà con ủng hộ á. Dạ. Hy vọng là sẽ có nhiều cái nguyên cái chương trình này được bà con theo dõi. Dạ. Anh đi đâu anh tự làm vậy không hả? Thì mình tự xử thôi. Dạ. Quen rồi không anh? Nhanh hả? Không biết mình luôn. Đúng rồi. Quen rồi anh. Nhất là mồ hôi vậy thì nó sẽ mau sốc á. Dạ. Nè em coi nè, tóc vô nè, tóc vô nè, tóc vô nè. Chấm tóc vô. Đó, thấy không? Tóc vô nè. Dạ. Tóc vô, đó, thấy giống hiệu không? Tóc làm râu ha. Đúng rồi, thấy không? Thấy không? Giống không? Thấy không? Dạ, giống. Giống như em đang cài mới cạo chứ. Dạ, mới cạo xà xà giống. Đó. Cái này mình gắn râu bóc luôn anh. Râu bóc thì nó không được. Râu bóc thì mấy người làm Mỹ, hồi đó anh hát Sài Gòn 2 á. Anh thấy có anh Hoàng Liêm á. Dạ. Anh đóng vai Mỹ, anh gắn râu bóc. Dạ. Mà như râu bóc thì nó sẽ màu héo à. Nó không bằng. À, tôi thấy anh gắn bằng thuốc nữa. Dạ. Thuốc lá đó. Dạ. Cái anh đổ ra, anh dạ. Đứng anh coi. Dạ. nhỏ anh đi vô trung đoàn Sài Gòn 2 á, anh dạ. Được gặp gần gũi mấy anh đó, anh học cái cách quá trang anh. Dạ. Anh Giang Châu nữa, anh cũng quá trang mấy cái râu vậy nè. Dạ. Thấy anh là cũng làm bằng thuốc lá chấm dạ. Chấm vô. Đó em thấy nè, nè. Dạ. Để chàng y chang giống dạ. Như mình mới phúng lên á. Dạ. Em miếng thử được anh còn nhiều tóc không? Được để anh làm cho. À. Để em làm. Để cho em thử miếng nha. Dạ. Thử cho em cái nha. Có lượt mà. Có lượt. Em gắn râu mà lượt chi. Nè, để tao làm thử cho chút. Để cho em bắt em về dài nha. Nè. Dạ. Cho em qua ngoài nón nè. Cho gầu lên nữa nha. Được. Đó. Đó, em thấy chưa? Dạ. Thấy chưa? Đó. Men quá ta. Đó, đã chưa? Ủa, men quá. Ngân coi này nha. Nha. Ờ, ôi. Nguyên hàm luôn. Em không có gâu. Gân để gâu không phải là già, để gâu cho biết đàn bà đàn ông ha. Ờ, đúng rồi đó, thấy chưa? Dễ lắm ha cả nhà ơi. Dạ. Quý vị nào muốn có râu người đây. Chiều cuối ngày em làm cho hôm bữa sau em về em làm cái tiệc kỹ này, cái em vô nhà em gặp trà sữa. À, có lý không? Đó. Ờ, cái gì em tặng cho em mớ tóc. Dạ. Ờ, cái về em rắn lên. Cô quay nón nha, cô quay nón. Quay nón ha. Quay nón anh. Em thích quay nón không? Quay nón nhanh vậy đó. Rồi ok, được anh làm. Quay nón nha, nón lá luôn nha. Nhanh lắm, nhanh lắm, mấy phút là có. Em được cái gái là phút phó bữa nay rồi. Có được anh gặp một cái duyên gặp cho Thanh, được cái số gặp cho Thanh. Anh làm cho cái râu luôn. Làm râu cho em già bớt á, để em bán cho nó dễ á. Tại vì đi râu, dạ, người ta nói em trẻ đẹp á, đi bán cái số uổng vậy. À. Tao không ủng hộ. À, dạ. Dạ. Người tôi gửi về thôi để em nuôi hả? Anh ơi đừng bán nữa, về em nuôi ha. Giống như anh đi hát thôi, đi tìm Phục Anh ấy hả? Ừ đúng rồi, hồi xưa anh đi hát trong cái mấy khán giả ngồi dưới coi đó. Dạ. Nói anh ơi đừng đi xin nữa, về em nuôi. Rồi chị Ngọc Quyền Châu có nói vậy anh không? Ờ lúc đó anh với chị thì, mà anh đi hát thì chị đâu biết. Dạ. Ví dụ anh hát anh khán giả nói anh đâu biết đâu. Dạ. Hôm nay khai cho em nghe thôi. Dạ. Chứ chị biết cô đâu có do đâu. Dạ. Chị biết đó là người ta yêu mến mà. Ừ. Tại chị cũng là nghệ sĩ mà. Dạ. Anh chỉ hiểu được cái khán giả yêu mến mình đó. À, chụp mô hình đi anh. Làm xong rồi chụp. Làm bên cho anh không, làm hết mới đẹp chứ.
để mốt rồi nhiều khi đi đi quay phim được cái mời mình đi ha. Ừ, lòng quá trời. Mới chọt thôi ngứa ha, xíu nó nằm vô. Cũng chịu ngày. Phải nay vô vô chợ Phú Mỹ phải khác một xíu, khác bữa vô một lần rồi, hôm nay vô phải khác nữa. Nhìn chịch nhìn xa xa. Con giới thiệu quán nước cho cô, mốt cô đông khách nữa. Đúng rồi, cái đó phải trồng xa, cô trồng đi nó sát quá. Dạ đúng rồi. Vô đây tí nữa. Giống y ha. Đâu thì vô đây phải có tí xíu. Anh thấy cực chưa, thấy chú chuối chú cực không? Đeo cái bộ lâu đã đó cả ngày là ngứa lắm luôn đó. Nó coi sơ đi. Em làm cái hai cái đường vô chứ. Đường đường đấy hả? Làm quay nón là nó phải nối vô vô. Là vô thôi, vô nữa ha, nữa ha. Ờ về. Hết tóc anh không? Hả? Hết tóc anh không? Không có, không có, còn nhiều. Tóc lên, cắt tóc luôn rồi. Có nhiều lắm, sao đâu. Về cho trà sữa giật mình. Ừ. Đứng tóc. Mà nhìn xa nó giống thiệt. Giống chứ. Y thiệt chứ. Y tóc thiệt á, bên này. Trời ơi, sao mà mẹ quá vậy? Chết. Không biết đâu mà, chúng ta xin cùng. Quay lại đây, quay lại đây coi. Thục Quân ơi, giờ này em ở đâu? Rồi xong rồi, làm rồi. Em có biết là anh ngứa lắm không? Không, hồi lát á anh làm xong cái em quay clip ngắn. Ủa ông là Quách Dương hả? Tôi cũng là Quách Dương nè. Dương một, Dương hai. Ờ vậy ông Quách Dương không biết hát Thục Anh ơi không? Căn quốc cầu đó là xa xỉu. Thôi đi chụp quen anh. Thục Anh ơi, giờ này em ở đâu? Hay là lát quá trang đầu mình không quên nón hết đi. Nghi lại đây con. Con làm không quên nón. Được chứ bọn. Ê, anh về để bữa sau em xin vậy nè. Em về em có trang em live stream. Con nó lạ. Ừ, anh đưa cho, gửi tóc cho. Chứ hồ không chấm vô đâu có gì. Dạ. Dạ à. Tóc cắn ngắn 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 ngắn. Em vô tiệm hớt tóc em xin. Xin ha. Ờ. Hớt tóc á, xin cái về cái cắt ngắn ngắn ra. Dạ. Ngắn nó mới dính được không? Dạ. Công phu thiệt. Đây là tóc của anh đây nè. Tóc đơn giản. Dạ. Thôi luôn ngân, đổi luôn ngân. Đổi giùm anh ngân. Cái này nè, cái này trước. Bữa nay em làm Quách Dương trước. Ờ. Thì nghe Dương tổng. Cái tóc thịt của anh á, nhanh đá. Đạo diễn này quậy quá. Cờ quá. Cây gậy nữa, gắn cây gậy cầm số nữa rồi. Xong. À, bà con cô bác thân mến, hiện tại thì mấy anh em Phương Dừa đang có mặt ở Phú Mỹ, Tân Phước, Tiền Giang. Cái chỗ này thì Phương Dừa đã ghé một lần rồi, vừa kỳ quay show Dung Văn Dung Vẻ Trẻ Đi Chơi á. Dạ, vô chợ đó bà con bác dễ thương lắm.
hôm nay Khương Dừa đi về ngang đây. Có một bà cô cũng rất là dễ thương, hôm kỳ Khương Dừa quay trong dắt trẻ đi chơi á, cô cho khóm á. Cô nói bữa nào Khương Dừa rảnh về nhà Khương Dừa chơi, cho nên hôm nay Khương Dừa sẽ về đây. Khương Dừa làm cái series là đi tìm series là Thục Quanh ơi em ở đâu với sự tham gia của danh ca Châu Thanh. Hôm nay anh Châu Thanh sẽ về đây coi như là gặp gỡ bà con và gửi tới bà con những cái câu vọng cổ, những bài hát mà đã đi vào lòng người. Hy vọng là bà con cô bác sẽ ủng hộ, với lại chia sẻ bà con cô bác luôn là 22-23 tây này nè, 23 tây tháng 4 2023 Khương Dừa sẽ cắt tin chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 và ở quán cà phê Lại Đá số 596 đường Lê Văn Quế, quận Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, bà con cô bác mà đã đăng ký rồi thôi, còn nếu bà con chưa đăng ký thì bà con bác chỉ cần coi cái thông tin đó, thông tin ngày giờ địa điểm để mình tới mình cát. Vừa rồi thì cách đây khoảng 2 tiếng Châu Thanh cùng với Khương Dừa đã có một cái clip gửi lên là Quanh ơi giờ này em ở đâu, thì rất mừng là được tất cả khán giả đã ủng hộ rất là đông. Chỉ 2 tiếng thôi mà nhìn thấy là 22.000 người đã cập nhật vào để ủng hộ trong cái chương trình. Rồi được 400 bình luận rồi hả? Dạ, giờ em coi coi. Rất là mừng. Xin cảm ơn tình cảm. Dân 500 bình luận rồi. Hả? 500 bình luận mà có nãy hơn 400. Ôi, đã vậy? Ôi, ôi. Bây giờ tới 24.000 rồi. 500 mười mấy bình luận. Bây giờ là 24.000 rồi, đại gia đình ơi, 24.000 người rồi. Rồi 500 bình luận rồi. Dạ. Xin chân thành cảm ơn tình cảm của đại gia đình đã dành cho kênh của Khương Dừa cùng với ai Châu cũng, Thanh trong ai cái... cũng thích cái vụ án Mạng U, thích dùng mát của anh. Trong đây có nhiều bà con bác nói là ký ức của ùa về, có nghĩa là đã có khi là 30 năm đã coi anh rồi đó. Ký ức tuổi thơ ha, ký ức đã tôi ùa về, hết sức là cảm động, hết sức là trân quý cái tình cảm yêu thương của bà con nha. Rất là quý, người làm nghệ thuật mà được bà con quan tâm như vậy thì thấy sung sướng lắm và làm không thấy mệt. Chưa xong. Tiếp tục. Cười em. hai anh em có râu bất ngờ. Già quá già. Giang là cái gì Giang? Đạo Trường Giang ha. Và kính thưa đại gia đình, những thước phim mà quý bà con đang xem á là của đạo diễn Trường Giang. Trường Giang là cái người như thế nào? Xin chơi cho tôi mượn cái máy tôi quay lại. Cái quay. Ngang ngang quay cho mọi người thấy đạo diễn Trường Giang một người rất say sưa trong công việc, mà mấy đứa em mình nó đi theo á, nó thấy qua về nó khen hoài, đúng là ông người đạo diễn quay có khác không, thấy ông say sưa ông máy rưng ra rưng vô rưng ra, đứa em mà đi xe với mình đó nó khen. Quanh ơi em đang ở nơi đâu, anh đi tìm em khắp chân trời gốc biển. Giang là cameraman cầm máy ghi hình cho ôi ơi. Em đi hết cái này em cũng thấy là em cũng phải học ơi em ở đâu em cũng phải học hết cái bài này. Trường đi tìm Thục Quanh thiệt, tìm tới đâu rồi chưa biết. Quanh ơi em đang ở nơi đâu, em còn sống hay là em đã chết, em có biết là anh già con nhớ em nhiều lắm. Thích thì làm thôi đâu có cho. Làm đâu tốn tiền đâu. Muốn làm đâu chú ạ? Rồi lại làm luôn chú. Làm lên chấm luôn quay. Quay ekip đi. Ghê lắm. Có gì đâu. Anh cứ đưa mình đỡ gì, cứ đưa cái gì lắm. Có gì đâu. Thôi để làm việc giờ. Để làm việc. Chứ anh nói cho
hôm nay mình quay ở đây á, rồi cái anh tính là tối đang nghỉ ở đâu hay là mình về luôn? Mình về Sa Đéc đi. Vậy hả? Giờ Sa Đéc nghỉ đi rồi mai mình quay sớm luôn. À hả? Dạ, chứ đang quay xong mình chạy về xếp nghỉ quay sớm. Rồi đợt này thì anh Thanh có mấy bài hát hát chung với lại chị Ngọc Huyền Châu nữa, cho nên Phương Vừa cũng tranh thủ Phương Vừa quay để giới thiệu đến bà con quát về quê hương miền Tây mà cảnh đẹp á, sẵn mình quay luôn. Đó, anh tính mấy bài luôn, hy vọng bà con quát cũng sẽ ủng hộ anh. Dạ, với ủng hộ chương trình Học Ra Đời phát sóng vào lúc 20 giờ 29/4/2023 nha bộ quát. Dạ, tối thứ bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 29/4/2023 chương trình Học Để Đới Đời. Anh là đẹp thôi, ca sĩ thôi. Đẹp ca sĩ. Chắc nha. Rồi. Lát thì có phải bây giờ em là tôi đâu dần anh lát là lát xong anh quay em đoạn là anh hát còn em quay hình em thôi, giống như em đang em diễn hả? Ừ được được. Đời. Tao tưởng em là có hơi giống Châu Thanh vậy đó. Quên ơi giờ này em ở đâu? Em có biết là anh và con nhớ em nhiều lắm không? Bà con cô bác ơi, có ai thấy cô ca sĩ Thục Quỳnh của tôi ở đâu không? Làm em chỉ biết anh đã bao đêm bao ngày mong. Ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm, nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ, để tình chung thủy nay đành lỡ làng. Em ơi tháng bảy mưa ngâu trên dải ngân hà, có cầu ổ thước ngựa hội ngô cùng ngũ lan xa một năm dài xa dân. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng, khóc hận vì ai đắng cặn đắng cay vì đường. Giờ đây anh sống kiếp đơn coi biết về đâu. Dài quá. Khi đường tương lai mịt mù nhiều hơi, lấy nhiều hơi đi về không có ngày mai, vì người ta đã cướp đi đôi dép của anh rồi. Đôi mắt nha bà bác. Quang thang kêu gào biết cùng ai sớt chia thương sầu, ơi người ơi đớn đau trong lòng, thương cảnh xanh úa tàn trong sớm mai, thương cảnh xanh úa tàn trong sớm mai, ngoài kia lất phất mưa bay, ở đây giọt nắng cay học lòng. Ừ giỏi. Quýnh ơi từ bấy lâu nay sống chắc đơn coi ăn mày khốn khổ một chén cơm thừa chia sẻ. Hay quá. Bữa em mới thấy chú thôi, chú kinh khủng. Hay. À, buổi nào nhưng mà hồi xưa á Đăng Minh anh viết anh làm mấy nhạc vô hay quá ha. Ừ. Có mấy nhạc này hạt bùa nào hóa kiếp thân tôi luôn. Hay lắm. Hồi dưới hồi đó em biết không? Cái thời gian đó là chưa được phép hát những nhạc này. Ừ. Rồi tự nhiên tôi hát nhớ người yêu rồi vô á. Bởi vì khán giả nó rần dữ lắm. Đúng anh bạn luôn anh. Ừ. Tại vì thời đó bị coi như là họp báo luôn. Tại vì người ta phản đối những báo á. Tại sao mình là còn hát những cái dòng nhạc này vậy đó. Ừ. Tại sao mà thời buổi là đã giải phóng còn hát dòng này. Nhưng mà mấy ông công an nói là đây là hồi trước thời kỳ 75. Câu chuyện này trước thì bé Lâm á. Dạ. Nên mới im xuôi đó. Ờ, chấn động dữ lắm. Dạ. Nên nó kết hợp được nhiều cái nó dạ. Làm cho ấn tượng trong lòng quần chúng. Làm gì chị? Làm gì chị? Dạ có. Dạ nè chị. Không. Dạ, không lấy tôi lấy luôn á. Có tờ 500, đổi tờ 500. Tôi hỏi chị hỏi em có tờ 500 không, đúng không? Thì em nói khó, chị đổi tờ 500. Dạ. Cảm ơn chị. Chị bán vé số hả? Dạ, đúng. Chị có đổi vé số trúng không chị? Đã không có tiền lấy gì đâu. Có đổi vé số trúng không?
Nè này tiền của chị Ngọc Huyền Châu nè, bán em 10 tờ nữa đi. Số này trớt hết trơn chị. Chị Châu, cái số này trớt hết rồi nha. Ừ. Trật lắc à. Nãy nó lộn đài chị. 332 mà 32 mà Vũng Tàu mà đi số Bến Tre ra 32. Dạ cảm ơn chị. Này trúng không chị? Trúng không chị? Trúng. Trúng không? Trúng vậy nào? Nóng quá. Thiệt hả chị? Trúng vậy nhất ha. Nóng quá lại giờ. Ôi không có hy vọng, muốn biết trúng mới mua chứ. Biết không trúng mà không trúng mà bán nè. Hôm nay tờ lấy luôn chẳng. Dạ thôi. Dạ hết tiền rồi. Này tiền của chị Ngọc Phương Châu nè. Xong chưa anh? Xong rồi. Xong ha. Xong mặc áo vô hả? Nè. Nè em mua giùm chị á, chiều trúng chị cho em với nha. Thôi để đó đi. Thôi, chị giữ đi. Chị mua giùm trúng. Dạ chị giữ đi. Cái này xong mà bỏ hả? Dạ chật rồi, này để làm lại cũ thôi. À, trời cho anh mượn giấm giấy anh chùi đã. Dạ. Cho anh xin. Lát hát đoạn nào được anh? Đoạn nào? Em hả? À, cái này hả? Không không hát hát em hay anh like anh like á. Không vô này mới nói em mới đúng không? Em ơi tháng 7 mà ngâu hả? Ơi tháng 7 mưa ngâu trên cầu tôi có dải ngân hà chiếc nửa hỏi ngô phù lan sông một năm về xa vắng. Xa vắng. Ừ. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mong không cần gì ai gieo cắn đắng cay. Vì giờ đang anh sống để giờ anh sống kiếp đơn côi. Anh sống kiếp đơn côi. Biết về đâu khi đường tương lai mình mù tăm tối. Em muốn hát đoạn nào cũng được. Không, anh hát cái khúc này nè. Câu 4 anh, với cái địa khu khu dân địa khúc ha. Xong em nhét theo. Quán thang kêu cạo hay gì? Dạ, dạ đúng là dễ thương lắm. À, em hát cái quán đoạn này kêu cạo hả? Không, không, anh hát cái này luôn nè. Nhà em sẽ nhét theo á. Xong cái bên qua ái anh hát. Anh lấy anh làm lố. Rồi, anh thay rồi em muốn hát đoạn nào nào? Anh thay đồ đi. Ừ, anh phát áo đi xong rồi, đậu tóc vô. Dạ, xong vậy rồi. Em có thể trả tóc lại anh được không? Dạ. Hay muốn đóng luôn dạ thôi. Nóng lắm anh, tội nghiệp cho Thanh, anh đeo cái này nóng quá trời luôn. Đi trời nóng, đổ mồ hôi. Đóng cái tuần này thì khỏi đánh phấn. Dạ. Chỉ gắn râu thôi. Râu. Biết cùng ai. Sớt chia thương sầu ơi người ơi. Đớn đau trong lòng. Thương cảnh của anh trong nhà. Tàn trong sớm mai thương cảnh xanh của tàn trong sớm mai ngoài kia bất mưa mai kiến này nhiều kiến này qua ở nhà em hai trăm lần dạ kiến này qua của nhà em dạ dạ đi mới đăng lên mà con bác cũng đăng hình ảnh hai anh em lên. Bạn có xem cũng ủng hộ dễ thương quá đã rồi ha. Dạ dạ rồi. Dạ rồi bà con cô bác thân mến thì anh cho Thanh đã chuẩn bị xong rồi đã xong cũng làm xong rồi giờ hai mấy anh em sẽ chuẩn bị đang khởi động 11 giờ rồi đang khởi động dạ dạ anh chào quý khán giả đi em quay kênh anh á. Ồ dạ hả em đang quay kênh mà à thì xin chào tất cả quý khán giả thân yêu trên kênh của Châu Thanh. Dạ lâu lắm rồi Châu Thanh mới có một clip để gửi lên tất cả bà con. Dạ. Châu Thanh xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả bà con thật nhiều. Và hôm nay thì Châu Thanh sẽ cùng với đạo diễn Khương Dừa sẽ có những hình ảnh tiếp theo trên những cái clip mà Quanh ơi giờ này em ở đâu. Dạ. Đang đi tìm, bữa nay qua tới Tiền Giang tìm dạ. Rồi bà con qua tìm Long An gặp, giờ qua dạ. Tới Tiền Giang. Thì bây giờ Châu Thanh đã quá trang xong, Châu Thanh sẽ cùng với đạo diễn Khương Dừa và tất cả ekip
sẽ ghi lại hình ảnh để gửi đến phục vụ cho tất cả khán giả thân yêu trên kênh của mình nha. Dạ, dạ xin chào tạm biệt. Nhớ đăng ký nhiều nhiều vô nha, share nhiều nhiều vô nha. Dạ chúc bà con nhiều sức khỏe hàng loạt.